chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Mèo Vật Smartphone Channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video clip hướng dẫn các bạn cách tạo một cái tài khoản Apple ID miễn phí trên iPhone cũng như là iPad. Thì cũng như các bạn đã biết, thời gian gần đây chính sách tạo một cái tài khoản Apple ID miễn phí của Apple họ đã thay đổi. Cái việc tạo tài khoản miễn phí rất là khó. Bây giờ họ yêu cầu chúng ta phải có một cái loại thẻ Visa card hoặc Master card để kích hoạt cái tài khoản Apple ID của chúng ta lên. Thì nếu mà chúng ta không có loại thẻ này thì gần như chúng ta không thể là tạo được một cái tài khoản miễn phí được. Thì chúng ta phải ra ngân hàng rồi sau đó đăng ký dịch vụ tài khoản, rồi mất phí, rồi sau đó là mất thời gian rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái cách để các bạn có thể tạo một cái tài khoản miễn phí rất là đơn giản ở trên dòng máy iPhone cũng như là iPad. Rồi mình sẽ vào trực tiếp cái vấn đề luôn. Rồi đầu tiên thì các bạn muốn tạo một cái tài khoản được thì chúng ta phải có một cái địa chỉ email. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết, nếu mà các bạn nào có đã một cái địa chỉ email rồi thì không cần phải làm bước này, còn nếu mà chưa có thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký. Các bạn sẽ vào trong một cài đặt, chọn lên cái mục mail, rồi trên đây thì các bạn sẽ bấm lên cái mục là tài khoản, rồi các bạn thêm tài khoản vào. Thì nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì mình khuyến cáo các bạn nên sử dụng tài khoản Google, đơn giản dễ đăng ký và dễ kích hoạt nha. Mình sẽ bấm vào Google. Rồi tiếp tục thì ở trên đây thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện lên cái giao diện như vậy. Thì các bạn sẽ bấm vào cái mục là tùy chọn khác, nó sẽ hiện lên cái chữ tạo tài khoản, các bạn sẽ bấm vào. Rồi bước này là bước tạo tài khoản, chúng ta sẽ đánh cái tên tài khoản các bạn muốn vào. Mình sẽ gõ vào cái này thì hiện tại là khai báo họ tên thôi, các bạn muốn gõ cái gì vào cũng được. Mình sẽ gõ vào chữ mèo vật kênh của mình, rồi bấm tiếp theo. Rồi tiếp tục là xác minh qua số điện thoại. Thì ở đây hiện tại là khi mà các bạn sử dụng số điện thoại để xác minh thì các bạn phải sử dụng đúng ba nhà mạng lớn, Mobi, Vina và Viettel. Tại mà nếu mà các bạn mà không có nhập đúng cái ba nhà mạng này mà các bạn sử dụng cái nhà mạng mà giống như là Vietnam Mobile thì nó sẽ không có mở gửi cái mã kích hoạt kia cho các bạn được. Nên các bạn sẽ nhập đúng giúp mình cái ba cái nhà mạng Mobi, Vina, Viettel nha. Rồi chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Xác minh nè. Ok, các bạn sẽ đợi trên cái tin nhắn gửi về cái SIM của chúng ta một cái mã. Thì các bạn lấy cái mã đó nhập vào 789856 789856. Ok. Rồi, 789865. Sorry các bạn, 865. Ok, nhập vào. Tiếp theo. Rồi, chọn ngày tháng năm sinh. Các bạn có thể là chọn bất kỳ ngày tháng năm sinh. Mình khuyến cáo là các bạn nên chọn đúng ngày tháng của các bạn để về sau này nếu mà có quên cái tài khoản thì chúng ta có thể là sử dụng những cái thông tin này để chúng ta lấy lại. Rồi tiếp tục là các bạn chọn giới tính. Xong. Rồi, bấm tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ ra một cái tên để các bạn có thể là đặt cho cái tài khoản mail của mình. Mình sẽ đặt là mèo vặt. Đâu rồi? Mèo nè, vặt. Channel 1234 đi. Mình nghĩ mèo vật channel tên đẹp quá thì có người đặt rồi. Mình sẽ thêm những con số phía sau vào. Bấm tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ nhập cái mật khẩu. Ok, mình xin bao lại. Xong, sau khi các bạn đã nhập được cái mật khẩu phía trên và phía dưới giống như nhau rồi thì các bạn sẽ bấm vào tiếp theo. Rồi, yêu cầu là xác minh một lần nữa bằng cách là mình gửi cái mã này đi. Bấm xác minh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đợi cái mã về. Rồi, 585292. 585292. Tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bạn đã có tài khoản, bạn có vẻ như cái tài khoản này hãy chọn tài khoản của mình, tạo một tài khoản mới có gì đâu. Ok, đồng ý. Thì các bạn chưa có tài khoản thì các bạn cứ chọn bình thường, còn mình đã có tài khoản nó tồn tại rồi nó sẽ hỏi là thôi. Như vậy là nó sẽ thêm cái địa chỉ email của mình vào ở trên đây, sau đó mình bấm lưu lại. Rồi đã thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái mục cài đặt. Rồi tới cái bước giao diện cài đặt này thì các bạn sẽ tìm đến giúp mình cái mục có tên là iCloud. Rồi ở phía dưới trong cái iCloud này nó sẽ có một cái mục đó là tạo tài khoản Apple ID mới đây, các bạn sẽ thấy. Các bạn sẽ bấm vào. Rồi các bạn đợi trong giây lát. Bây giờ nó yêu cầu các bạn nhập ngày tháng năm sinh vào. Các bạn nên lưu ý là khi mà tạo cái tài khoản này thì nên đặt cái năm sinh mà nó trên 18 tuổi nha các bạn. Nếu các bạn đặt dưới 18 tuổi thì nó hơi phiền phức một tí. Nếu mà các bạn chưa đến đủ tuổi thì các bạn cũng nên đặt theo cái gợi ý của mình. Đặt dưới 18 tuổi thì nó rất là phiền phức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái tên. Ok, chúng ta sẽ đặt. Rồi, mèo vật, sau đó tiếp tục.
Rồi, bây giờ sử dụng cái địa chỉ email hiện tại hay là sử dụng cái iCloud thì các bạn vui lòng giúp mình chọn lên cái mục là sử dụng địa chỉ email hiện tại. Rồi, đánh vào. Lúc nãy mình sẽ đánh là mèo vặt channel 124 thì mình sẽ đánh vào đây. Mèo vặt nè, channel. Là các bạn nhập đúng cái địa chỉ email mà lúc nãy các bạn tạo ở trên cái Gmail á. Rồi a@gmail.com. Rồi, các bạn đánh đúng cái địa chỉ email mình vừa đăng ký, mèo vặt channel 124a@gmail.com. Rồi sau đó bấm tiếp theo ở trên góc phải. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu. Rồi, ok, thì chúng ta nhập cái mật khẩu rồi thì các bạn nên lưu ý là đọc những ký tự ở dưới đây nha. Nè, mật khẩu ít nhất phải có 8 ký tự bao gồm số và chữ in và chữ thường. Đặt theo đúng cái cú pháp như vậy chứ mình. Ở trên như thế nào thì dưới các bạn đánh như vậy. Rồi, sẽ bấm tiếp theo. Ok, giờ câu đưa hỏi đơn giản là các bạn sẽ chọn lại một cái câu hỏi nè. Con thú nuôi các bạn là gì? Mình sẽ đặt là con mèo. Này là tùy các bạn đặt nha, mình không có muốn các bạn đặt theo mình, cái đó là cái thông tin bảo mật. Sau đó là tiếp theo, chọn câu hỏi thứ hai. Chuyện thiếu nhi các bạn là gì? Các bạn sẽ trả lời các bạn gì cũng được, mình là Conan đi. Ok. Tiếp theo nè. Rồi câu hỏi thứ ba. Ba mẹ gặp nhau ở đâu? Hồ Chí Minh City. Này là câu hỏi bảo mật của các bạn tuyệt đối nên nhớ lại để khi nào nó bị khóa tài khoản Apple ID thì sử dụng cái câu hỏi bảo mật này để mở lại nha. Lưu ý thật kỹ giúp mình, sau đó mình sẽ chọn tiếp theo. Rồi, ở đây lại nó hiện lên những cái danh sách mà các điều kiện thì các bạn có thể đọc lướt qua hay là không đọc cũng được. Sau đó các bạn nhìn ở dưới góc bên tay phải nó có chữ đồng ý, bấm vào, đồng ý. Ok. Rồi. Các bạn ở đây là thấy là nó đã yêu cầu chúng ta là xác minh nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái rồi. Nó yêu cầu các bạn là kiểm tra địa chỉ email xác minh nè, đó. Rồi các bạn thấy đợi một tí nữa nó load xong. Rồi, bây giờ hiện tại là cái tài khoản chúng ta được tạo rồi. Bây giờ nó hỏi là có muốn hợp nhất hay không. Thì các bạn muốn chọn cái nào cũng được, mình sẽ chọn là không hợp nhất. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ thoát ra xác minh cái tài khoản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thoát hẳn ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào cái ứng dụng Salary chứ web chúng ta. Để chúng ta có thể là truy cập vào trang Gmail để xác minh. Bằng cách là các bạn gõ vào chữ gmail.com. Rồi, mình hướng dẫn các bạn từng chi tiết nên sẽ hơi lâu, còn nếu mà các bạn nào đã biết rồi thì rất là nhanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email của chúng ta vào. Lúc nãy là mình đã đặt là mèo vặt smartphone, mèo vặt channel 124. Một, hai, ba, bốn. Tới đây thì các bạn không cần phải @gmail gì hết, máy nó tự hiểu nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đánh cái mật khẩu vào. Ok, khi mà các bạn nhập được cái mật khẩu vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm tiếp tục nè. Rồi, nếu mà nó có yêu cầu xác khẩu bằng xác minh bằng cái số điện thoại thì các bạn cứ nhập số điện thoại mà các bạn lúc nãy đăng ký vào thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ truy cập. Rồi, các bạn thấy ở trên đây thì nó yêu cầu của chúng ta là nó gửi về cho mình hai cái địa chỉ email. Một email đã thông báo là đăng nhập, một email iCloud và một email xác minh. Nếu các bạn thấy xác minh Apple ID, các bạn sẽ bấm vào xác minh. Rồi, sau đó chọn cái mục là xác minh bây giờ. Bấm vào cái chữ xác minh bây giờ, nó sẽ mở một cái tab mới. Rồi, ở trên đây thì nó điền sẵn cái địa chỉ email chúng ta rồi. Rồi, nó báo là đã xác minh cái địa chỉ email này, nó được xác minh. Rồi, bây giờ cái bước quan trọng là cái bước này đây. Các bạn thoát ra, thành công hay là thất bại là phụ thuộc vào cái bước này. Các bạn sẽ quay về màn hình chính. Rồi, trên màn hình chính thì các bạn sẽ tiếp tục vào trong mục cài đặt. Tìm giúp mình tới cái iTunes và App Store. Rồi, bấm vào. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đăng nhập từ đây. Rồi, xóa cái địa chỉ email này. Oh, sorry các bạn, không cần xóa. Mình lỡ nó điền vô rồi, mình đánh lại thôi. a@gmail.com. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu vào. Rồi, bây giờ chúng ta nhập mật khẩu rồi, chúng ta sẽ bấm đăng nhập. Rồi, thành công hay thất bại là phụ thuộc vào cái bước này. Rồi, ở đây các bạn sẽ bấm vào cái chữ xem xét. Rồi, thế đây, nếu mà nó hiện lên cái chữ không thì coi như là chúng ta thành công.
Còn nếu nó không hiện lên chữ không coi như là chúng ta thất bại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp theo. Đúng, đồng ý cái điều kiện nè. Rồi, sẽ bấm vào tiếp theo. Rồi, cái danh xưng ông bà gì đó thì các bạn chọn lên. Xong, tiếp theo. Rồi, các bạn sẽ thấy rất là thành công. Chúng ta đã hiện lên cái chữ không rồi chứ không phải là cái chữ thẻ ghi nợ ở trên đây. Rồi, như vậy là chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái đường gì thôi. Mình ghi cái gì vào cũng được. Cái đó là địa chỉ của các bạn. Ghi gì vào cũng được hết. Rồi, ghi cái ABC cũng được. Tới đây là mình không cần quan trọng. Hồ Chí Minh City. Rồi, mã thư tín Hồ Chí Minh là 700.000. Thì cái như mình các bạn ở khu vực khác thì các bạn có thể đánh vào hoặc là tìm kiếm trên mạng. Rồi, bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ số điện thoại thì cái mã cái số 123 này các bạn gõ vào chữ 84 nè. Cái 84 là mã vùng của Việt Nam. Rồi, cộng với số điện thoại của chúng ta 09. Rồi mình sẽ đánh cái số điện thoại, các bạn có thể đánh cái số điện thoại của các bạn vào. Còn đây mình sẽ đánh cái số điện thoại của mình vào. Ok. Rồi, chúng ta sẽ bấm xong. Tiếp theo. Đó. Thì có những nó hiện lên chữ không là các bạn đã ok rồi ha. Các bạn đã thấy. Như vậy là mình đã tạo thành công với cái tài khoản Apple ID của mình. Các bạn cứ bấm tiếp tục. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái tài khoản Apple ID miễn phí rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào để kiểm tra. Ở đây nó đã có cái tài khoản rồi. Các bạn có thể là tải bất kỳ cái ứng dụng gì đó mà không cần phải add vào. Rồi bây giờ mình sẽ tải một cái thử một cái ứng dụng cho các bạn thấy nó có yêu cầu hay không nha. Cái gì đó nó nhẹ thôi. Zalo đi. Ok, cái Zalo này mình có chưa? Này đã có rồi. Này tải cái này đi. Rồi ok. Mình tải một cái ứng dụng để các bạn thấy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu vào. Rồi, bấm nhận. Tải và hoàn toàn không có yêu cầu cái gì hết. Vậy là mình đã đăng ký được một cái để sao. Rồi, các bạn thấy nó đã tải nè. Đó. Rồi, như vậy là mình đã thực hiện thành công cái quá trình tạo một cái tài khoản Apple ID miễn phí và không sử dụng những cái thẻ Visa card hoặc Mastercard. Thì các bài cái cách này hướng dẫn các bạn có thể là làm miễn phí luôn và đơn giản nếu mà các bạn có thể là làm thực hiện thì hướng dẫn. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành cái bước tạo tài khoản Apple ID. Thì nếu mà các bạn có gì đó thắc mắc thì có thể là comment dưới video clip. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Nếu mà thấy video clip hữu ích có thể like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video clip.